Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đồng hồ chính hãng của Awat. Xem đồng hồ của Omega nhiều rồi, ngày hôm nay chúng ta cũng đổi món nhé. Nhân vật của ngày hôm nay sẽ là một chú rồng vàng đến từ thương hiệu Longines. Chiếc đồng hồ Longines Retrograde vàng 18K phiên bản 7 kim với rất nhiều chức năng đáng giá. Hãy cùng tôi đi tìm hiểu những điều thú vị của nó nhé. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these f***ing clowns who were all taught they deserve it now. Với chiếc đồng hồ Longines mới 100% như thế này, các bạn sẽ có bộ full hòm sổ bao gồm một chiếc hộp màu vàng bìa cứng, một chiếc hộp gỗ màu mận chín cực kỳ đẹp và hơi pha chút cổ điển, cùng một chiếc sổ đi kèm hướng dẫn sử dụng bao gồm rất nhiều thông tin. Các bạn có thể thấy rất là dày ở đây. Chúng ta sẽ có một thẻ bảo hành toàn cầu của Longines bao gồm đầy đủ thông tin của chiếc đồng hồ này. Và Longines rất cẩn thận khi tặng cho người dùng một chiếc khăn rất là đẹp và mềm mại. Chiếc khăn bông này giúp cho lau dọn chiếc đồng hồ, vệ sinh đồng hồ một cách tốt nhất có thể và không để bị xước chiếc đồng hồ. Và cuối cùng đó là chiếc đồng hồ của chúng ta. Chắc hẳn các bạn sẽ bị thu hút ngay vì phần mặt số của chiếc đồng hồ được thiết kế rất nhiều kim chỉ, được hoàn thiện nung xanh đẹp mắt với kích thước khác nhau. Mỗi kim lại ứng với một vòng cung số hình rẻ quạt, biểu hiện chức năng nhất định. Đầu tiên là 3 kim ở vị trí trung tâm mặt số để chỉ giờ, phút, giây như các đồng hồ bình thường khác. Kim góc 12 giờ cùng ô rẻ quạt với những chữ tiếng Anh chỉ các thứ trong một tuần. Góc 9 giờ ta có rẻ quạt với 24 số ứng với kim chỉ xác định 24 giờ. Ngoài ra chúng ta có thể chỉnh để nó hiển thị múi giờ thứ 2, GMT. Góc 3 giờ là rẻ quạt ngày với 31 số sắp xếp từ trên xuống dưới. Và cuối cùng là góc 6 giờ với chỉ báo kim xăng hiển thị mức chữ cót của chiếc đồng hồ. Các cọc số học trò nằm xen kẽ xếp hình oval dọc cân đối. Viền chia dây được in ở bản lề vát xuống mặt số, mang lại cảm giác nhìn rất có chiều sâu. Và không thể bỏ qua chi tiết logo Longines biểu tượng ngay phần trung tâm. Tất cả các chi tiết đó nằm trên một tấm nền được dập vân guluche rất tỉ mỉ màu trắng ngà trang nhã. Việc đưa rất nhiều chức năng vào cùng một diện tích nhỏ của mặt số đồng hồ là một sự nghiên cứu thiết kế không hề đơn giản mà những nhà thiết kế của Longines đã làm được. Những chi tiết số được xếp ra phía rìa ngoài, các kim chỉ được gom vào phần trung tâm, làm cho tổng thể mặt số vẫn rất cân bằng và hài hòa. Nhiều người sẽ cho rằng thiết kế mặt số như thế này khá là rườm rà và rối mắt. Tuy nhiên, cũng sẽ có không ít người bao gồm cả tôi thấy rằng thiết kế này vô cùng thú vị. Và đương nhiên, khi đeo trên tay một chiếc đồng hồ nhiều chi tiết như thế này sẽ có rất nhiều thứ để ngắm nghía, phải không nào? Tên gọi Retrograde được gắn theo đặc điểm hoạt động của dòng đồng hồ này. Các bạn hãy nhìn vào ô kim chỉ và các ô rẻ quạt tương ứng. Chi tiết này không đơn giản chỉ là khác biệt về thiết kế với những ô lịch tròn phụ thông thường thôi. Những kim chỉ này sẽ nhảy lần lượt từng số cho tới vị trí cuối cùng và nó sẽ nhảy luôn lại vị trí ban đầu, một nét khá hiếm thấy trên những chiếc đồng hồ, phải không nào? Chúng ta sẽ có tấm kính sapphire chống xước, chống lóa giúp đảm bảo độ trong, độ sắc nét từ mọi góc nhìn. Mặt lưng lộ máy với tấm kính sapphire khoe những nét đẹp nhất của bộ máy với độ hoàn thiện các chi tiết rất tỉ mỉ. Xung quanh viền có in đầy đủ các thông số chi tiết về chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ được trang bị bộ máy L697.2 được Longines phát triển lên từ dòng máy ITA khá nổi tiếng. Với tên dòng máy được khắc trên bánh đà cót màu vàng hồng cùng những vân họa tiết hoàn thiện đẹp mắt. Về thông số máy sẽ bao gồm 25 chân kính, chữ cót 46 giờ với tần số dao động 28.800 giúp chuyển động kim dây rất là mượt mà. Đồng hồ đi kèm với dây da cá sấu màu nâu chỉ trắng với vân da rất đẹp. Cảm giác sờ chạm cực kỳ mềm mại. Khóa chống gập dây đề mi mở hai cánh giúp bảo vệ dây da tốt hơn rất nhiều so với loại khóa xiên truyền thống. Bên cạnh phiên bản mà chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay, còn có thêm một phiên bản nữa. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trên mặt số, phiên bản của chúng ta có 7 kim và phiên bản tôi vừa giới thiệu có 6 kim. Chúng khác nhau ở chức năng kim xăng ở phiên bản ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu. Đây, kim xăng góc 6 giờ và kim dây ở vị trung tâm vẫn còn. Còn phiên bản mà tôi vừa mới đưa ra cho anh em xem thì kim dây ở vị trí trung tâm đã được chuyển xuống góc 6 giờ và không còn kim xăng nữa, không còn kim xăng báo chỉ cót nữa. Đó. Ngoài ra
Phiên bản tôi vừa giới thiệu với anh em ngày hôm nay có size mặt 44mm, khá là to so với size mặt trung bình mà anh em đàn ông Việt Nam hay đeo. Thì anh em nào có cổ tay to thì tôi khuyên nên dùng phiên bản này 44mm. Còn anh em nào có cổ tay nhỏ hơn thì chúng ta hãy chơi sang phiên bản 41mm này, sẽ vừa hơn rất nhiều. Ngoài ra những điểm khác biệt đấy thì hoàn toàn hai chiếc đồng hồ không có gì khác nhau cả. Thân được làm bằng vàng nguyên khối, các vị trí chức năng tương tự nhau. Mời anh em cùng xem mặt sau này. Ok. Chiếc đồng hồ này đang được hãng niêm yết với mức giá khoảng 380 triệu đồng. Và đương nhiên khi đến với Outwatch các bạn sẽ có mức giá tiết kiệm hơn rất nhiều. Nếu đã thích chiếc đồng hồ này rồi, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi nhé. Đừng quên like, share video và đăng ký kênh để cùng chờ đón những clip thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.